Trọng Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên cho Trọng Lực xin được gửi một lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng tới tất cả các bác anh chị đang theo dõi trên kênh Bản Em. Thưa các bác anh chị, hôm nay thì Trọng Lực lại tiếp tục cái công việc thiện nguyện của mình, đi chia sẻ những hoàn cảnh mà còn khó khăn ở trên vùng cao. Hay có lẽ là bây giờ Trọng Lực đang đứng ở đây ghi hình thì cũng có một số các bác là cũng có nhìn nhận được ra là hiện tại Trọng Lực đang ở là hoàn cảnh nào rồi. Đấy, và trong thời gian vừa rồi thì cũng độ tầm là 3 đến 4 hôm Trọng Lực không có ra được video các bác. Thứ nhất thì cũng là một phần thì cũng là nghỉ Tết nữa, và một phần thì cũng là khi mà các em đếm dịp Tết các bác, các em cũng đi nhà này nhà kia chúc Tết, thành ra là Trọng Lực lên thì không có bắt gặp các em ở nhà, thành ra là Trọng Lực không có ghi hình được. Lại đến thời điểm hiện tại thì một Tết, cái Tết thì cũng đã qua đi rồi. Đấy, bây giờ Trọng Lực đang ghi hình là ở ngày mùng 4 âm các bác ạ. Đấy, ngày mùng 4 âm thì Trọng Lực sẽ tiếp tục là cái công việc thiện nguyện của mình, thì rất là mong các bác trong năm 2024 sẽ cùng nhau và chung tay cùng Trọng Lực đi giúp đỡ thêm những nhiều hoàn cảnh còn là khó khăn ở trên vùng cao các bác. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Và bây giờ thì Trọng Lực sẽ cùng các bác đi xuống dưới nhà của ba ông cháu của bác nhé. Hôm nay thì Trọng Lực sẽ lên nhà của ba ông cháu, và đến thời điểm hiện tại của bác này, đến đáng nghe là dân tộc Nùng, tất cả dân tộc Nùng này, dân tộc Kinh như mọi cái thì cũng đã hết Tết rồi. Nhưng mà riêng đặc biệt là dân tộc Mông là Tết là 10 hôm của bác là vẫn chưa thể hết Tết được. Thì hôm nay Trọng Lực lên thì xem là các em trong thời gian vừa rồi thì ăn Tết như thế nào và có chuyện gì xảy ra không, để mà chia sẻ lên cho tất cả các bác cùng biết. Ở đây thì cũng có rất là nhiều cô bác cũng có nhắn tin riêng cho Lực hỏi là sao không lấy chia sẻ hoàn cảnh của ba ông cháu nữa. Nhưng mà trong thời gian Tết đấy các bác thì cháu Lực không có lên chia sẻ được. Và độ tầm khi nào mà các em Tết Nguyên Đán xong các bác này thì cháu Lực sẽ đi vào và công khai cái phần tài chính của nhà ba ông cháu nữa. Bây giờ thì còn một vấn đề cũng rất là lớn nữa ở trên nhà ba ông cháu, là chính là công việc công khai tài chính ấy, cháu Lực chưa thể làm được. Thì rất là mong các bác sẽ thông cảm cho cháu Lực cô bác nhé. Thời gian vừa rồi Tết Nguyên Đán thì cháu Lực cũng mong sao là những công việc nào mà chưa hoàn thiện ấy, thì hoàn thiện nốt cho các em, để cho các em kịp là vào Tân Gia này và kịp vào và đón Tết ở một cái ngôi nhà mới luôn. Đấy, còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video ạ. Đấy, trước mặt cô bác là ngôi nhà của ba ông cháu. Ngôi nhà của ba ông cháu thì trước đi vào làm những cái công đoạn gì và cái sự việc gì thì cháu Lực cũng đã đều ghi hình lên hết rồi cô bác ạ. Hôm nọ thì cũng được là bác Chiêm, bác ở bên bác Hà có gửi tặng cho các em thêm làm một chút giống cây ăn quả nữa. Hiện tại thì cháu Lực nhìn thấy là đã có một chút là mầm lên rồi cô bác này. Đây, ở đây thì bác Chiêm lấy giống cây sang ấy, thì tất cả giống cây thì đều có bầu hết, cho nên là mình trồng xuống thì cũng độ sống của nó cô bác này thì rất là cao, tỷ lệ chết của nó là không có một chút nào cả. Ở trên này thì là cái ống nước mà Trọng Lực mua lên cho ba ông cháu để làm sao mà giúp cho ba ông cháu là có cái dây nước để mà kéo từ trên nhà trên kia xuống, để mà xuống cái tách ở đây cô bác. Và Trọng Lực cũng rất là vui mừng cô bác khi mà nhà của ba ông cháu là được bà An Phạm là mua cho một cái tách rồi. Đấy, nhưng mà cái tách này thì là được bên xá người ta là gửi cho ba ông cháu. Và thêm là một điều nữa thì đến hôm nay cháu Lực rất là vui mừng các bác ạ. Đã nghe ra là cháu Lực nhận được từ trước Tết rồi, trước cái Tết Nguyên Đán rồi, nhưng mà cháu Lực chưa thể mà lên nói cái niềm tin vui để cho tất cả các bác cùng nghe được. Đấy, hiện tại là cái phần khoản tiền mà còn âm của nhà ba ông cháu của bác này thì là được hai chị là người Thúy là hỗ trợ cháu Lực về cái khoản này, thì cháu Lực sẽ không có phải là bù tiền cháu đi vào trong làm nhà của ba ông cháu nữa, thì được hai chị Nguyệt Thúy là giúp đỡ cho các em. Đấy thì ơi thấy Hải rồi. Đấy thì đi xuống thì sẽ bảo với lại ba ông cháu luôn. Ôi anh chào Hải nhá. Rồi. Chào Hải, xin kính chào quý ba cô chú anh chị ạ. Thế là một mình ở đây thôi à? Vâng. Một mình ở trên này làm gì? Ôi Hải hôm nọ bị ngã à, anh xem nào. Vâng.
Nga đâu? Nga ở trốn điểm trường kia Chỗ điểm trường à? rồi. Thế bị làm sao mà bị ngã? Chạy ngã Chạy ngã à? rồi. Hôm đấy là mình đang làm cái gì? Đuổi nhau rồi. Đuổi nhau à? Nhưng mà chơi đùa hay là Chơi như đùa rồi. nào? Chơi đùa đúng không? Vâng. Ồ, thế thì ăn Tết thì như thế nào? Ủa sao lại anh em mình ra cái ngồi ghế một chút á? Đấy Vâng. ngồi ghế thì anh em mình nói. Đấy. Ông thì không ở đây à? Mở cửa sổ ra nó thoáng thoáng một chút đi. Đấy. Cửa sổ bên đây thì không phải mở đâu, mở mấy cái cửa sổ bên trước này. Đấy, mở mở cửa sổ bên đây. Đấy. Đấy, mở những cái cửa sổ ra để cho nó thoáng. Ấy à, không có thêm cái bồng nhảy nhảy đây à? À, đây là ai ai mua? Anh Sử à? À, trên này thì ban đêm thì chắc là mới cắm nhỉ? Ban ngày là không cắm. Đấy, ở trong nhà của ba cháu thì cũng có được là thêm là hai cái bóng đèn năng lượng mặt trời, cho nên là sẽ tiết kiệm cái phần khoản mà điện một chút. Ấy à, ở phòng Sử thì cũng có à? À, anh nhờ xem nào. Ôi, khóa cửa rồi. À, Sử cầm chìa khóa đi rồi à? À, thế còn cửa này thì có không? Cửa này có chìa khóa không? có ạ Có à? Đây, cửa này chắc phải mở mới được. Chìa khóa mở mới được. Đây, khóa đi. Đây, đâu rồi Hải ơi? Đây, khóa đi à, rất là chắc chắn luôn bác ạ. Đây. Trên này thì cũng có thêm một cái chốt nữa. Đấy, Hải mở chốt bên dưới đi. Ông ấy đi đâu rồi? ông xuống nhà cũ về Ông xuống nhà cũ à? À. Thế là ông xuống nhà cũ là làm gì? ông xuống nhà cũ đi đi chỗ kia chân trong đi Chân chỗ đó châu á? Thế thì Tết năm nay của Hải thì như thế nào? Tết năm nay vui hơn à? Để vui đi đi chơi vui hay là như nào? đi chơi vui Đi chơi vui à? vâng ạ À. Thế bánh chưng hôm nọ đem lên thì anh Sử đã luộc hết chưa? rồi ạ Luộc hết rồi à? vâng ạ Hôm nọ thì Hải là không có xuống gói bánh chưng được cô bác ạ. À. Hôm nọ thì Hải là ở nhà là cũng cùng ông là làm bánh luôn hôm đấy ấy. Vâng ạ. À, thế là bây giờ còn là bao nhiêu cái đã hết chưa? Chưa rồi. Vẫn chưa à? Vâng. Hôm nọ thì cũng đem lên cho bao cháu cũng khá là nhiều bánh bánh chưng, nhưng mà cháu được không biết là gói bánh chưng vuông chỉ là gói bánh chưng tròn thôi. Đây anh Sử là đi đi đâu rồi? Anh Sử đi chỗ điểm trường kia chơi rồi. Anh Sử đi chỗ điểm trường à? Vâng. À. Thế thế Tết này thì mẹ có về không? Có ạ. Có à? Vâng Thế ạ. mẹ về thì có con nói gì không? Không đâu ạ. Không nói gì luôn à? Vâng. À. Thế có vào nhà mới không hay là chỉ ở nhà cũ thôi? Không vào đâu ạ. Không vào à? Vâng, Ừ. khóa cửa thì vào không được rồi. À, khóa cửa thì vào không được. Vâng. Thế là mẹ có say rượu vào nói này nói kia không? Có ạ. Có à? Vâng. Thế là nói về cái vấn đề gì? Bảo là cứ đưa em đi cùng ở với mẹ thì ông cứ bảo là không cho, nó bảo là không cho đi rồi thì đừng có nói nữa thì mẹ đi về rồi. À, đấy đây là thưa cô bác ạ, như câu chuyện của mẹ các em về cho nên cũng đã can thiệp vào rất là nhiều rồi đấy, nhưng mà khi mà có một cái chất động lực nào đấy hay là có một chút rượu một chút gì vào trong người rồi thì hình như lại không có làm chủ được cái bản thân của mình, lại mong muốn rằng là muốn đón em Hải để mà đi ở cùng. Đấy, thế thì thế vừa rồi Hải là ở trên này là làm cái gì? Tí dọn dẹp nhà cửa ạ. Dọn dẹp nhà cửa à? Vâng. À, thế thì Tết vừa rồi thì có nhà mình có đông người vào chơi vào xem tivi không? Có ạ. Có à? Vâng. À, là cả làng và tập trung hết xem tivi Vâng. à? À, tivi thì có bị làm sao không? Không đâu ạ. Thế đồ đạc ở trong nhà thì mấy hôm nay anh không lên ấy, thì là có cái gì nó xảy ra không, như kiểu là tivi, tủ lạnh này, bình đóng lạnh, tất cả mọi cái thì đều tốt chứ? Tốt rồi. Đều tốt cả là không Vâng. có vấn đề gì xảy ra đúng không? Không đâu. Có vấn đề gì xảy ra là phải bảo với anh luôn nhá, để mà Vâng. anh còn biết là đi đổi trả nhá. Vâng. À, thế thì mấy ông cháu thì là Tết ấy, thì là ăn Tết ở nhà mới hay là ăn Tết ở nhà cũ? Ăn tên nhà mới à? Tết ở nhà mới à? Vâng À, ạ. thế là ban ngày là đi xuống ấy để mà xem trâu bò lợn gà thế kia đúng không? Vâng ạ. Rồi. Thế thì bây giờ thì em một mình em phát dọn thôi à? Vâng. À, thế thì em dọn đi nhá. Vâng. Đây, em dọn thì anh sẽ vừa ghi hình và vừa 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 hai anh em mình vừa làm với nhau luôn. Ôi, mấy sợi tóc của ai đấy? Cái đấy là của anh Sư ạ. Anh Sử à? Vâng. À, thế thì dọn dẹp nó đi, hay quét nhà cửa một chút.
Ghế thì xếp cho nó gọn gàng một chút. Bây giờ là phải lấy quét trước á. Lấy quét đã. Vì là ôi đây là ống điếu của ông à. Cái ông thì không thể bỏ được cái món ống điếu à cô bác ạ, cho nên là không thể chấm dứt đi được. Lấy cái chiếu này đi phơi đi, chắc là mấy ngày ông chưa đi phơi đúng không? Cứ lấy đi ra ngoài phơi đi, chiếu này thì cũng khá là dài cô bác ạ, độ tầm là 3 mét. Đấy, dọn dẹp nhà cửa đấy, còn những cái quần áo ở trên tủ này thì để vào trong tủ ấy nhá. Cái bàn học là mình không có để nên để những cái bộ quần áo cả. À, mấy thanh niên này đi đâu ấy? Phơi đây này, phơi ngoài kia kìa, đấy. Đấy, mình vừa phơi, phơi tạm phơi đấy đó. Năm nay ăn Tết ở nhà mới thì có thích hơn không? Có ạ. Có à? Chiếu này thì ngồi được tầm được 2 mâm của bác, rất là dài. Có vẻ như là Hải là béo hơn hay sao nhỉ? Không biết đâu à, có lên cân không? Hôm nào lại đi học, nào lên đây đấy anh hộ nào. Đấy, kéo ra kia. Đấy, kéo để vào trên xe rùa ấy, kéo để vào trên xe rùa ấy. Đấy thì nó mới khô được. Rồi. Đấy, để đấy đã. Đấy, ở dưới kia thì cháu Lực nhìn thấy là ba ông cháu của bác này. Hôm nọ thì chắc là củi mà để là nấu bánh trưng ấy. Đây nọ là nấu bánh trưng là nấu ở nhà mới, nhà cũ. Nhà cũ ạ. À. Nấu ở nhà cũ à? Vâng. À. Thế bây giờ là lấy chổi quét à bây giờ ấy. Vâng. Ở đây thì cũng nhìn thấy các em là tất cả mọi cái thì làm rất là ngăn nắp và gọn gàng của bác ạ. Đấy, chậu rửa dầu bát các gọn mọi cái mọi thứ ở đây đều là gọn gàng hết. Đấy, quần áo ấy thì để đem lên tủ này. Đây quần áo của anh Sử à? Quần áo của em Sử, anh Sử thì để cất lên vào tủ trên cho anh đó. Vâng. Anh Sử thì đi ra ngoài thì anh ấy đều khóa cửa rồi các bác ạ, không có cầm theo anh Sử thì cầm theo chìa khóa thôi, cho nên là không có thể không vào được phòng của anh Sử xem là trong phòng thì có làm ngăn nắp gọn gàng không. Đấy, bàn nào của các em thì cháu Lực sẽ lựa chọn là để đây luôn các bác này, thì một phần nó cũng có cái ánh nắng ở bên phần cửa sổ này vào. Có ánh sáng nữa. Thế lên thì nhìn thấy các em là nhà cửa làm rất là ngăn nắp và gọn gàng. Hầu như là cháu được nhìn thấy là các em là tất cả đều lau chùi hết, lau dọn dẹp hết. Đấy là phải lấy đi giặt chứ nhờ. Đấy, quét ở phần dưới này này, cái đấy thì dùng để lau bàn thôi. Cái rẻ này thì là hôm nọ anh mua lên 5 cái thì là mỗi cái thì sẽ tượng trưng cho một là một là để một nơi nhá. Thế như nhà Hải là dân tộc Mông là ăn Tết mấy ngày? 10 ngày. Ăn Tết 10 ngày à? Vâng. Thế hôm nay là hôm thứ bao nhiêu rồi? Ăn Tết hôm thứ bao nhiêu rồi? Không biết rồi. Hôm nay không biết á? Vâng. Thế hôm nay là biết mùng mấy không? Chắc là thế mình đã đi chơi được bao nhiêu ngày rồi? Được 3 ngày rồi. 3 ngày rồi à? Vâng. Thế ngày hôm nay là không đi chơi à? Vâng. Thế ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi đúng không? Vâng. Thử đi vào phòng của em Hải với ông xem nào, xem là có ở ngăn nắp không. Đấy, trước khi đi vào là phải bật công tắc điện đi một chút thì nó mới sáng được. Đấy, chăn màn mọi cái thì cũng thấy là Sử với lại ông với lại Hải ngủ thì một mình ông của bác, một mình ông thì sẽ đang ngủ đây. Cũng khá là ngăn nắp. Vào xong xem tủ cũng đều khóa hết của bác ạ. Tủ thì mọi cái đều khóa hết. Hôm nay nhìn trong gương thì có vẻ như là qua cái mùa Tết thì có bác này
bánh chưng nhiều quá thành ra cũng có mặt cũng hơi mống mí một chút. Đấy, Tết này thì phải nói là thật sự các bác ạ, khi mà năm nay cũng có nghe là 20 nồi bánh chưng rồi, và đi đến nhà các bác hàng xóm các cô ấy, thì đều hỏi là câu mà phải nói là kể ra thì hơi 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 nói nhiều một chút các bác ạ, nhưng mà cũng rất là mong các bác sẽ thông cảm các bác nhé. Để điều hỏi bảo là đã có yêu chưa, đã lấy được vợ chưa, để hỏi ấy. Không biết là phải trả lời như thế nào, làm sao mà cho nó hợp lý. Hôm nọ thì cũng được là ý kiến của các bác cũng nói với cháu Lực rằng là mình nên sửa lại cái bộ bàn ghế một chút để làm sao mà nhìn trông có vẻ như khách quan hơn. Đấy, bây giờ thì tivi thì đã khoan đặt hướng bên này rồi, thì cháu Lực cũng chỉ là biết là dùng cái bàn để mà làm sao mà xoay mình xem được tivi một chút, xem được cái tivi thì nó sẽ không có bị đau cổ. Thế Hải là chuyên gia là ở nhà quét nhà lau nhà hay là có anh Sử làm cùng không? Anh Sử cũng làm cùng à? Sử đi từ sáng hay là như nào? Vừa nãy đi à? Thế là nghỉ Tết lâu như này thì liệu trâu bò thì có đói không? Có lấy cỏ trâu bò không? Rồi à? Thế là Tết này là mẹ của Hải với Sử là vẫn 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 quay trở về đúng không? Vẫn về đúng không? Về nhưng mà có dám vào nhà mới không hay là chỉ là ở nhà cũ rồi? Là chỉ lên ở nhà cũ thôi. Hai anh em thì cũng biết là trang trí nhà cửa đấy cô bác này, cũng đi mua thêm là bóng nháy này, phòng Sử thì không có. Nhưng mà phòng Sử là không có đi vào được thì ra là không có mở được vào. Em nọ thì khi mà cháu được đưa tiền cho Sử ấy thì là khi mà em đi mua thức ăn thừa ấy còn dư đấy thì chắc là em cũng mua thêm một chút. Đấy, có những lần thì cháu được cùng em Sử đi mua nhưng mà cháu được ghi hình được, và có những lần thì là do là có thể như là cháu được đi làm việc khác cho nên là chỉ đưa tiền được cho em Sử. Và cái điều đấy thì cháu Lực cũng đã dặn là bà An Phạm rồi, đấy, bà thì cũng tin tưởng cháu Lực và cho cháu Lực là làm cái điều đó. Nếu mà bà không có cái sự tin tưởng cháu Lực ấy thì là không có để hàng tháng là gửi tiền qua Lực và đưa cho các em cả. Ra phần phía bên ngoài một chút, anh ngôi nhà của các em thì cháu Lực cũng đã ghi hình lên khá là nhiều rồi cô bác ạ, cho nên là cũng không có lạ lồng lạ gì với các bác nữa. Và cái phần khoản tiền sơn ở bên nhà ở bên ngoài các bác thì cũng được là các bác là gửi thêm để mà hoàn thiện cái phần sơn nhà. Cái sơn đây thì khi mà mình sơn lên thì khi mà có ánh nắng lên thì nhìn trong ngôi nhà rất là đẹp và rất là nổi. Và trong ngôi nhà của bà con cháu thì màu chủ đạo chính ấy, thì là đều màu giống như kiểu là màu vân gỗ một chút của bác, màu giả giả gỗ một chút, với cái cửa sổ là nó cửa sổ với lại cái những cửa nó sẽ nhạt, nó sẽ đậm hơn thôi. À, bây giờ thì anh quét nhá, xong là Hải là lấy nước ở lâu nhá, anh em mình mới làm một việc nó nhanh. Đấy. Nhà đó được ở dưới nhà còn nhà sàn đó các bác, khi mà nhà sàn đấy thì là còn là dùng nhà sàn nhưng mà nhà sàn bê tông thành ra là cũng chưa vào hoàn thiện mấy. Quét nhà thì quét thì nó cũng hở khá là nhiều. Rồi, thấy các em cũng là lên nhà cửa ngăn nắp và gọn gàng thì cũng rất là tuyệt vời. Thì sợ là khi mà lên ấy, thì thấy các em lại trẻ con nó vào nghịch ấy, vé nào là than, nào là bút mực ra trong nhà vào phần tường, thành ra là nó khiến ngôi nhà của mình bẩn khá là nhanh. Vừa rồi lên thì thấy là em Hải đang
Chuẩn bị là dọn dẹp nhà cửa. Dùng cái này lâu thì có thích không? Mà lúc mà xoay thì cũng phải xoay nhẹ nhàng một chút nhá. Đấy, đừng để nó mạnh quá, dùng quá lực là nó cũng sẽ hỏng thôi. Ở đây thì ở trên chợ thì mua cũng rất là khó, đặt xuống đất bẻ xuống thật đấy. Ở chợ trên chợ xá thì mua cũng rất là khó, là cũng hầu như là không có đâu. Đấy, đẩy vào đẩy vô đấy, đấy đẩy đẩy từng cái một đấy. Tết này thì ăn những gì Tết này á? Ăn thịt lợn ạ. Ăn thịt lợn à? Vâng. Có thêm cái gì nữa không? Có ạ. Thế ăn thêm cái gì? Hôm nọ thì anh Sử đi mua ngan về chưa? Rồi ạ. Sử mua ngan là về rồi à? Vâng. Hôm nọ thì cũng bán tạm không có. Mà cho được rằng là đưa tiền cho em Sử ấy, thì là dặn em Sử là đi mua thêm là 2 con ngan về để mà ăn Tết. Thế bây giờ ngan thì đã hết chưa? Hết rồi ạ. Hết rồi à? Vâng. Thế như Hải thì Tết năm nay là sướng hơn hay là Tết năm ngoái sướng hơn? Tết năm nay sướng hơn ạ. Thế Tết năm ngoái thì có được ăn những cái gì? Tết năm ngoái được ăn những cái gì? Chỉ được ăn thịt lợn thôi ạ. Thịt lợn thôi à? Vâng ạ. Thế nhưng mà Tết năm ngoái thì đi đâu lấy tiền để mua thịt lợn không biết không? Nuôi ông nuôi thôi ạ. À, Tết năm ngoái là nuôi à? Vâng. Là nhà nuôi được một con à? Vâng. À. Nhưng mà thế Tết năm nay thì không có lợn thì ai là người đưa tiền cho đi mua thì biết đâu. Có ạ. Có à. Tết này thì lại có thêm thịt lợn, thịt ngan nha. À, như nhà của ba ông cháu thì như theo lời của em Hải kể đấy, thì là năm trước có mua được, có nuôi được một con lợn nhỏ. Thì cũng một phần là gia đình ba ông cháu nó không có tiền đấy, thành ra là mình phải mổ. Thế thì có mổ thì có lấy bán một chút nào không? Không đợi. Không à? Thế năm con năm ngoái có to không? Không to rồi. Không to rồi à? Ai chịu khó lâu lâu nhà dọn dẹp nhà cửa thì lúc nào vào trong nhà thì cũng bóng loáng. Thế là Hải là bao nhiêu là lại đi học? À, thế là chỉ còn vài ngày nữa thôi nhỉ? Hôm nay thì cũng rơi vào tầm là thứ ba rồi. Nên đi học độ thêm tầm vài tháng nữa thôi lại cũng đến nghỉ hè đấy nhỉ? Nhanh thật nhỉ? Bây giờ thì cho Hải dọn dẹp nhà cửa thêm vào một chút đã cô bác ạ. À, cho lúc cũng cùng em Hải đi xem là chỗ nào mà chưa được ngăn nắp gọn gàng thì sẽ bảo ban các em là làm. Còn những công việc này thì cho lúc cũng chỉ dạy các em thôi, cho lúc sẽ không có đi vào và bắt tay làm như quá là nhiều như cái phần những công việc mà các em đi ra ngoài ruộng, ra ngoài đồng làm nữa. Như ra ngoài ruộng, ra ngoài đồng làm thì càng nhiều người làm thì nó sẽ công việc nó sẽ càng hiệu quả. Lau sâu đúng không Hải? Xong rồi à? Ông thì có ở nhà dưới kia không? Có. Thế thì bây giờ anh em mình xuống nhà dưới một chút nhé, để vào trong hẳn trong trong nhà vệ sinh đi. Hay để vào cất gọn vào đấy. Thế vào trong nhà vệ sinh thì cũng thấy là các em sắm sửa những cái đồ xà phòng tắm này về để cho phòng thì rất là thơm các bác ạ. Được chưa? Đi. Rồi. Bây giờ là phải khóa cửa đấy trước nhỉ? Cửa đấy lấy không có chìa khóa đâu nhỉ đúng không? Có cái chìa khóa bên kia đúng không? Rồi, thế là khóa đi. Phải tắt tắt điện ở phòng bên kia đó. Rồi, tắt điện ạ. Thế là phòng này là không khóa, không em không khóa à? Em không ạ. Xem một chút này. Này khép khép cửa vào đây này.
Đấy, khép khép cửa vào. Ở đây thì là chốt cao quá thì để anh chốt cho. Ở trên này thì cũng có một cái chốt để làm sao mà khi mà đóng cửa nó không bị lỏng lao lẻo các bác. Khóa nó vào. Vặn ngược lại chứ, vặn vào chứ, đấy đấy mới được chứ. Rồi ôi, cái dép của anh đâu nhỉ? À đôi dép anh bên này. Thế là nhớ lên là cất đi chiếu nữa nhá. Hãy kiểm tra xem chốt chưa. Ok đúng không? Ok rồi, anh em mình đi. Ông lại đi chơi hay là ở nhà rồi ông ơi? Nhà thôi à? Củi đấy là hôm nọ là ai bổ ấy, củi đấy. Đang bổ à? Hôm nọ nấu bánh chưng thì có nấu lâu không? Có à? Lần đầu tiên nấu bánh chưng hay là đã lần nào nấu bánh chưng nhỉ? Lần đầu tiên nấu bánh chưng. À. Thế là năm nay thì các em cũng phải nói là khi mà cháu được chia sẻ lên ấy, được các bác giúp đỡ thì các em cũng được trải nghiệm, được hỏi hỏi học hỏi thêm rất là nhiều thứ. Đấy, như nhà ở dưới thì hiện tại nhà cũ của bác, nhà cũ thì để mà bỏ đi thì cũng chưa có thể là bỏ được. Nhà cũ thì hiện tại là chuồng trâu mọi cái thì vẫn còn là ở dưới đấy nghiêng xi. Từ trên nhà mới xuống đây thì cũng độ tầm là hơn 100 mét thôi là cũng đến rồi, một cái quãng đường, một cái đoạn đường cũng khá là gần. Cái này là dùng để làm gì đấy Hải, cái này ấy? Này không biết á. Làm cơm để đó thì làm bánh À, để làm để nấu sôi lên đúng không? Thế là sôi chứ không phải là để làm cơm. Rồi. Ôi, hình như là ông đi đâu sao rồi? Thế là khóa cửa rồi. Có chìa khóa không? Có chìa khóa vào nhà không? Hả? Ông cầm đi rồi à? À, thế là đi xem ông là ông có ở dưới khơi không? Không, mà chắc là có khi là đi chân trâu ấy nhỉ. Ô, không nhìn thấy trâu đâu rồi. Không nhìn thấy trâu ở nhà rồi, chắc là đi chân trâu rồi. À, ông ở đây à? À, ông ở chắc là ra đây để mà sưởi ấm hay sao cô bác? Ai cũng thấy là nhà ba ông cháu là cũng lấy khá là nhiều cái phần chuồng ra để mà phơi. Đang có ánh nắng ấy, để mà mấy nữa mình trồng ngô. Vâng này, bố béo nhau mày gì? Ồ, bắt nó lên chứ. Ồ, tốt khẳng lên đấy. Ồ, tốt khẳng lên là răng. Đã. Ồ, đưa mấy chứ. À, răng à. Răng nhì. Nhì sư trả. Ồ, lít ở đây răng. Răng nhì sư trả chúc khả. Răng nhì sư trả. Ông thì là hôm nọ của bác này bị đi lấy củi là bị ngã. Đấy, bây giờ thì hiện tại là mắt của ông thì cũng đã đỡ một chút rồi cô bác. Đấy, rất là nguy hiểm của bác ạ. Đây, này dê, ông bác càng thù đấy. Ok. Thôi mà anh lấy cho anh À, nó thử. là cái thuốc mà hôm nọ cháu được đưa cho em sử của bác này. Thì là ông dùng thuốc đấy để mà bôi. Thuốc hôm nọ thì đưa cho em sử bôi thì cô bác. Thì cũng là cái thuốc mà vết thương đấy.
Cái tàu sắt đây nó dễ nổ. Nhìn trông có vẻ như có vẻ là đỡ hơn một chút rồi cô bác ạ. Mấy ông thì ông nọ là đi lấy củi của bác này như kiểu là bị vết thương bị nặng luôn đấy. Thế sao mà hai anh em không lấy điện thoại điện cho anh Hải? Hôm đấy thì điện thoại không có tiền rồi. Điện thoại không có tiền á? Vâng, hết tiền rồi. Hết tiền à? Vâng. Thế là bây giờ có chưa? Rồi ạ. Thì có rồi à? Vâng. Anh xử lại nạp vào rồi à? Vâng. À, nếu hôm đấy là không có thì là hồi đến hôm sau nạp thì cũng phải lại bảo với anh chứ. Vâng. Để làm sao mà anh biết thì anh có lên. Rất là may là vết thương nó không có nghiêm trọng cho lắm. Nhưng mà nếu mà ông bị ngá mà bị gáy tay hay là gáy chân chẳng hạn thì nó là nguy hiểm, hiểu không? Vâng. Phú mèo ấy chỉ chính thằng con ta chứ không mèo à? Phú mèo chỉ chính thằng con ta. Chả là. Phú mèo chỉ chính thằng con ta chút gì là? Nào hứa này á? Thế là dân tộc Mông là còn ăn Tết là độ hơn một tuần nay đâu bác, một tuần nữa. Ông. Thứ ba. Nào hứa này. Đấy ông thì mặc dù là đang còn là bị thương một chút của bác, nhưng mà vẫn còn là ra bên này để mà chăn trâu đúng không bác, chứ không có ở nhà mà kêu than hay là gì cả. Hôm nay lên thì lại bắt gặp ông là có một cái vết thương mà phải nói là như hôm nọ, nhưng mà vừa mới bị cô bác này thì chắc là một vết thương mà chắc là rất là lớn rồi. Đấy, đến hôm nay thì cũng khỏi hơn một chút rồi. Đấy, ông nhìn ông mà không sao vậy là tốt rồi. Lần sau thì hôm nay mà không có tiền thì là hôm khác có thì là phải điện cho anh nhá. Đấy, chứ không là đừng để có ý tình trạng như hôm nay nó xảy ra thêm một lần nữa nhá. Đấy, bây giờ thì bảo ông là đi về nhà nghỉ ngơi đi để em ở đây chăn trâu nhá, xem trâu cho dễ. Hay phải dân nhận hơi hài này răng thì vai hả? Đấy, cho ông là về nhà nghỉ ngơi cô bác ạ, để mà cho lực với em xử là xe ở đây, để cho lực với em Hải là xe ở đây chăn trâu. Thế bây giờ là mình chỉ ngồi đây để xem trâu đúng không? Cho nó ăn cỏ đây thêm một chút à? Thế là cũng lấy đi vào chuồng là chuẩn bị nấu cơm tối rồi à? Nên một tí nữa thì xem là cái vết thương của ông như nào thì cho được xé bảo em xử em ấy đi mua thuốc thang để làm sao mà giúp cho ông hồi phục nhanh nhất có thể của bác. Rất là may là không có bị sao đấy. Không nói là ông bị ngã ở đâu? Bị em với anh xử với ông thì ông bác mà bó quỷ gì đến chỗ kia thì ông ngã vậy ạ. Đến chỗ kia là ông bị ngã à? Thế là lúc mà ông ngã thì ông tự về nhà được hay là như nào? Lúc ngã thì không cho ông bác quỷ nữa thì em dắt tay ông về nhà thôi ạ. Dắt tay ông về à? Vâng. Hôm nay đi có chảy máu nhiều không? Chảy hơi nhiều ạ. Chảy hơi nhiều à? Vâng ạ. Rất là may là không có như... phải nói là cực kỳ may đấy, nếu mà ông mà ngã mà lăn xuống sâu là có thể là nguy hiểm đấy nhá. Vâng. Hôm nay thì lên sâu cái Tết này của bác này lên gặp ấy, báo ông cháu ấy thì thấy mọi cái thì hầu như là không có biết sự việc gì xảy ra cả, chỉ có mỗi là mẹ là ra với lại thấy ông là bị một cái vết thương mà khá là lớn. Vậy bây giờ thì cũng chuẩn bị là sang cái Tết Nguyên Đán này thì là cũng chuẩn bị là một cái mùa vụ tới. Ở đây thì mấy nước trồng ngô hay là trồng lúa? Ruộng này thì là trồng lúa thôi ạ. Trồng lúa à? Vâng. Thế còn chỗ nào là trồng ngô? Dưới kia thì trồng ngô ạ. Dưới kia là trồng ngô à? Vâng. Hôm nọ thì cháu Lực cũng có nhận được một khoản là của bán Phạm là gửi cho cháu Lực để mà làm sao mà cho em xử tìm người cày thì cháu Lực sẽ gửi tiền cho cái người đó cô bác ạ. Đấy, hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Đấy, có lẽ là thước phim thì cũng khá là dài rồi, cháu Lực cũng chỉ là lên chia sẻ một chút thôi, một chút xem là cái cuộc sống của ba ông cháu có chuyện gì mà xảy ra không,
cũng có khá là nhiều cô bác anh chị là quan tâm tới hoàn cảnh của ba ông cháu ấy, nhưng mà bây giờ các bác cũng giúp đỡ cho ba ông cháu khá là giúp đỡ cho ba ông cháu hầu như là đầy đủ hết rồi. Đấy thì sau một cái khoảng chỉ vài hôm nữa thôi cháu được lên công khai tài chính của nhà ba ông cháu, thì lâu lâu cháu Lực cũng sẽ lại lên thêm một lần nữa thôi. Lực sẽ không có thể mà lên suốt như mà như lúc mà cháu Lực lên thực hiện làm cái chương trình mà làm nhà. Đấy, bây giờ thì khi mà hoàn thiện xong cháu Lực cũng lại để đi giúp đỡ thêm những hoàn cảnh khác để làm sao mà giúp đỡ những hoàn cảnh đó thoát khỏi cái sự mà nghèo khổ một chút. Đấy, còn thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Chào Hà, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.